Xin thân ái mến chào quý vị và các bạn. Rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong một video tiếp theo ở trên kênh Đời Sống Nha Trang. Kính thưa quý vị, em đang đứng ở đây là đầu đường Thích Quảng Đức quý vị nha, ngay ngã ba giao với đường số 13. Đối diện bên này là cái trung tâm tập gym Bến Thượng Hải rất là lớn quý vị nha, nằm trên đầu đường Thích Quảng Đức này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi hướng rẽ tay phải nha, chạy dọc theo đường Thích Quảng Đức quý vị. Đi về hướng Bình Tân, đi về hướng đường Nguyễn Tất Thành. Xin mời quý vị cùng với em trong video chiều hôm nay. Kính thưa quý vị, bây giờ là 5:30 ở chiều ngày mùng 3 tháng 10 ha, năm 2024, chiều ngày thứ năm quý vị. Hôm nay thì Nha Trang trời nhiều mây, cả ngày hôm nay thì trời hầu như là không có nắng quý vị nha. Buổi sáng có nắng tí xíu thôi, sau đó thì trời âm u, mù mịt cho đến giờ này. Có thể nói là bước sang cái thời điểm cuối năm, thời điểm mùa mưa thì Nha Trang bắt đầu thay tiết, thời tiết bắt đầu thay đổi quý vị. Thay đổi một cách rõ rệt luôn. Chúng ta sẽ đi dọc theo con đường Thích Quảng Đức này quý vị nha. Sau đó thì rẽ về Nguyễn Tất Thành và chạy về hướng Hoàng Diệu. Đi ra lại Trần Phú quý vị. Chỗ này có rất nhiều xích lô ha. Nghiệp đoàn xích lô. Đậu ở đây rất là nhiều luôn. Chắc có lẽ là chờ để đón khách. Hy vọng thời tiết sẽ thuận lợi quý vị, sẽ không có mưa nha. Vì trời cũng khá là nhiều mây đó, không biết có mưa hay không, nhưng mà nhìn trời thì âm u lắm. Con đường Thích Quảng Đức này thì quý vị thấy là bây giờ thì nhà cửa xây dựng san sát ha, đều nhau rất là đẹp luôn. Chúng ta đang đi hướng về khu vực VCN Phước Hải quý vị. Ở đây thì có một cái shop bán đồ gia dụng đó. Đó mà về chiều thì rất đông người ta đứng đây ta mua quý vị nha. Ở đây thì bán son nồi niêu, non nồi niêu các loại luôn. Chảo, nồi niêu, bình nước, nói chung là hàng second hand đó. Hàng mới nhưng cũng có, là hàng cũ cũng có, nói chung rất nhiều luôn. Và rất đông bà con người ta đứng ở đây ta lựa quý vị. Cà lê, kềm, búa, máy khoan, tất nhiên là hàng cũ rồi quý vị nha. Mà nếu ai cần cái gì thì người ta mua cái đó thôi. Cái kiểu như thế này thì bây giờ ở Nha Trang cũng phát triển nhiều. Ở Sài Gòn thì quá nhiều luôn, Nha Trang thì bây giờ mới bắt đầu thôi. Và một số con đường thì cũng đã bắt đầu bán những cái mặt hàng như thế này. Vậy chúng ta sẽ tiếp tục đi thẳng nha quý vị, thẳng theo tuyến đường này luôn. Tranh thủ đi dạo một vòng chứ không là trời đổ mưa một cái là cũng mệt mỏi lắm. Đây là khu vực ngã ba đường số 7 quý vị nha. Rẽ ra hướng đường Vành Đai 2, bên tay phải là đường số 7 đi về Vành Đai 2. Và đi thẳng là vẫn là đường Thích Quảng Đức quý vị nha. Giờ này thì tối rồi mà đường đèn đường vẫn chưa bật lên. Không biết quý vị xem trên màn ảnh có rõ hay không. Chiều khá là đẹp quý vị, trời không mưa là mát mẻ rồi. Đây là khu vực đi về ngã tư Tố Hữu, Thích Quảng Đức giao với lại đường Tố Hữu quý vị nha. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục lên đường và đi dọc theo hướng này đi về hướng Bình Tân. Một cái nhà hàng khá lớn ha. Nhưng mà ở đây thì em thấy là chỉ hoạt động tầng dưới thôi, tầng trên thì vẫn chưa hoạt động. VCN Phước Hải, ngã tư Tố Hữu và Thích Quảng Đức. Vừa qua thì trên báo Khánh Hòa có đưa tin đó là cái chuyện đậu xe đổ xe trên đường Thích Quảng Đức, đoạn đầu đường giao với lại đường số 13 đó. Thì hôm nay chúng ta chạy ngang thì đã không còn tình trạng đó nữa quý vị. Nhưng vẫn còn một số xe đổ ngay cái đoạn đầu đường số 13. Đó là một số xe du lịch đổ cố định ở đó luôn. Hầu như là em đi chiều nào đi ngang cũng thấy xe ở đó cả. Đây là cái khu vực xe bãi rửa xe Bình Minh Auto, rửa xe, chăm sóc xe ô tô, trường mầm non Hỏa My ha.
Giờ này thì các cháu bắt đầu đi học về, đón khá là đông quý vị. Em sẽ đứng ở đây một đoạn nha, ghi hình cho quý vị xem cái chỗ cái trường mầm non Hòa My này. Đó, đây là trường Hòa My Nha Trang Preschool. Đó, trường mầm non Hòa My Nha Trang. Thấy quý vị thấy không? Một ngôi trường lớn nằm ở trên đường Thích Quảng Đức ha, nằm ngay khu vực VCN Phước Hải. Giờ này thì các cháu bắt đầu tan học. Đó, mang tiếng là trường mầm non nha, nhưng mà học về rất là trễ quý vị. Giờ này thì bắt đầu mới tan học. Cha mẹ giờ này là đi làm về là phải lo đứng đón con ha. Một ngôi trường rất là lớn luôn, với cơ sở vật chất hiện đại. Có hồ bơi luôn quý vị, ở đây thì có dạy bơi cho trẻ nhỏ nữa. Rồi, tiếp tục đi thẳng quý vị nha. Đó, kế bên cạnh trường mầm non Hòa My chính là trường tiểu học Phước Hải 3. Đó, hai ngôi trường nằm sát bên nhau. Theo dự báo thời tiết thì tối nay sẽ có mưa đó, nhưng mà hy vọng là chúng ta đi không đi một vòng mà chưa đổ mưa nha. Trời khá là mù mịt quý vị. Đây là khu vực số 110 Thích Quảng Đức quý vị nha. Ở đây có một cái trung tâm tài năng nhí. Quý vị thấy không? Cực kỳ đông luôn. Phụ huynh đón và đông nghẹt cả đường luôn quý vị. Thế mới nói bây giờ cái nhu cầu học hành người ta đề cập để đưa lên hàng đầu. Ai cũng mong muốn cho con cái mình có một cái nơi học hành thật là tốt. Ở đây có một cái nhà hàng bánh gạch đỏ Bakery vừa mới được khai trương quý vị nha, nằm ngay trên đường Thích Quảng Đức này. Có thể nói là con đường Thích Quảng Đức này bây giờ phát triển khá là mạnh. Một khu vực vành đai phía tây Nha Trang, phía tây đường Lê Hồng Phong quý vị nha. Đấy, quý vị thấy phía dưới chung cư mà các cái quán xá mọc lên cứ như nấm vậy, sang sát nhau luôn. Đó, đây là khu vực chung cư Hà Quang đó quý vị nha. Rất là nhộn nhịp. Bây giờ là 6:20 rồi. Mai thì tại quảng trường sẽ khai mạc cái triển lãm kỹ thuật số quý vị, triển lãm kỹ thuật số Nha Trang 2024. Em sẽ đồng hành với quý vị ha trong những video vào ngày mai. Ngã tư Tố Hữu ngã tư Thích Quảng Đức và Phong Châu quý vị. Hướng bên tay phải thì sẽ đi về cầu Phong Châu. Còn mà đi hướng tay trái thì sẽ về lại đường Lê Hồng Phong, chợ Đồng Nai. Và chúng ta thì sẽ tiếp tục đi thẳng quý vị nha. Xin mến chúc quý vị một buổi tối thật là vui vẻ, bình an. Giờ này thì giờ tan tầm mà xe cộ khá là đông đúc quý vị. Không thể đi nhanh được. Giờ mà muốn chạy nhanh cũng không được quý vị, tại vì đường quá đông xe luôn. Cứ từ từ mà đi thôi. Tuyến đường Vành Đai 2, tuyến đường Lê Hồng Phong. Con đường Thích Quảng Đức này là kẹp chính giữa rồi. Chạy xuyên từ khu đô thị Hà Quang, Lê Hồng Phong 2, VCN Phước Hải mà đi đến cuối Bình Tân quý vị, đi đến đường Nguyễn Tất Thành luôn. Con đường chạy xuyên suốt Vành Đai phía Tây, kế bên cạnh đường Lê Hồng Phong quý vị nha. Rất đẹp. Khá lâu rồi thì em mới đi lại con đường này về buổi ban đêm. Đi ban đêm thì quý vị mới thấy được những quán xá được mọc lên như nấm, các quán ăn, các cái nhà hàng rất nhiều quý vị. Đoạn cuối Thích Quảng Đức này thì rất nhiều các cái nhà hàng quán nhậu. Tết thì dọc dọc hai bên vỉa hè đây người ta bán bông hoa nhiều lắm quý vị nha.
khu vực đường Thích Quảng Đức này thì vỉa hè rất là rộng rãi, buôn bán kinh doanh nó cũng thuận tiện ha. Đó quý vị thấy không, hai bên đường rất nhiều các cái bãi bán đồ hàng Nhật. Ở Nha Trang thì rộ lên cái phong trào ha, bán hàng Nhật, hàng bãi đó. Nói là hàng Nhật nhưng mà thực chất thì chúng ta cũng không tin lắm đâu quý vị nha, có thể là hàng của Trung Quốc hoặc là hàng second hand mà, không có cái gì gọi là tin tưởng hàng Nhật cả. Nhưng mà người ta lấy cái tên như vậy để cho dễ bán thôi. Tại vì cái gì mà mang tiếng hàng Nhật thì lúc nào cũng tốt. Nói như vậy quý vị. Chắc chắn với quý vị là trong tương lai thì con đường Thích Quảng Đức này sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn. Bảo đảm với quý vị là vì xung quanh đây thì còn rất là nhiều đất trống ha. Và một số bãi đất trống thì vẫn chưa xây dựng. Cơ sở hạ tầng thì đang dần dần hoàn thiện quý vị. Nếu quý vị thấy không, có những bãi đất trống thì vẫn còn trống nè, chưa xây dựng nhà cửa gì hết. Thời gian sau này mà khi mà hoàn thiện con đường, nhà cửa xây dựng đều đều san sát thì bảo đảm với quý vị là con đường này đẹp lắm. Con đường này sẽ là một cái con đường tuyệt vời luôn. Bây giờ là 6 giờ kém 20 rồi mà đường đèn đường vẫn chưa bật quý vị nha. Thiết nghĩ mùa này là tháng 10 thì chúng ta nên bật đèn sớm hơn. Vì thời tiết thay đổi mà, vào mùa mưa thì trời nhanh tối hơn quý vị. Xuống thì hai bên đường là các cái quán lẩu, quán nhậu, quán lẩu nướng hải sản, phố đêm, quán khá lớn luôn. Bên cạnh đó là các quán cà phê sân vườn, cà phê cốc, đủ quả đủ loại hết quý vị, rất nhiều. Thấy không? Cuối này thì nhà cửa thấp thấp không ạ. À? Khu dưới này thì không có đẹp bằng cái khu trên kia. Đây đoạn cuối Thích Quảng Đức quý vị nha. Em nghĩ là trong tương lai thì cũng sẽ phát triển mạnh thôi. Trong tương lai không xa thì chắc chắn là khu vực này cũng sẽ nhà cửa mọc lên như nấm thôi. Cũng sẽ những căn nhà đẹp sẽ được mọc lên. Chắc chắn là như vậy rồi. Chưa bật đèn đường quý vị. Ta đã đến Nguyễn Tất Thành rồi, rẽ về hướng Bụng Binh Lê Hồng Phong quý vị nha, chạy về hướng Lê Hồng Phong, chạy về Hoàng Diệu. Dưới này có mấy cái bụi ve chai rất là lớn quý vị nha. Rồi em sẽ rẽ hướng tay trái đây quý vị để đi ra lại hướng Lê Hồng Phong và chạy về hướng Hoàng Diệu. Đi thẳng thì sẽ về Nguyễn Tất Thành, nhưng mà chúng ta sẽ
rẽ hướng trái nha, để đi về lại hướng Lê Hồng Phong. Đường khá là đông xe quý vị. Nói chung là đi xe thì bây giờ ra đường tập trung cao độ. Rồi, chúng ta đã đến Lê Hồng Phong rồi, đi rẽ trái rẽ phải ha. Rẽ trái thì đi về lại Mã Vọng, rẽ phải thì sẽ đi về lại Bùng Binh Nguyễn Tất Thành, Bùng Binh Lê Hồng Phong Hoàng Diệu. Ồ, trời đổ mưa đây quý vị nha, hy vọng sẽ không mưa nha. Bay thôi, chưa có mưa lớn đâu quý vị. Đặc sản bê thui. Khúc chỗ này thì hai bên đường rất nhiều các cái quán bê, lẩu nướng, quá trời quá đất luôn. Vẫn chưa bật đèn đường quý vị. 6 giờ kém 10 rồi. Em sẽ rẽ Bùng Binh Nguyễn Tất Thành quý vị nha, chạy về Hoàng Diệu, chạy về Nguyễn Đức Cảnh nhé, sau đó thì rẽ về Hoàng Diệu nha quý vị, đi ra lại hướng Trần Phú. Khu vực chỗ này thì là tập trung cái siêu thị điện máy lớn, điện máy xanh, Thế Giới Di Động. Hướng bên tay phải là đi về sân bay Cam Ranh, đại lộ Nguyễn Tất Thành, và hướng bên tay trái là đường Nguyễn Đức Cảnh, Bùng Binh quý vị nha, rẽ về hướng Hoàng Diệu, đi thẳng đi về Phước Long. Đây là khu vực chỗ công ty nước mắm 584 đây quý vị. Chúng ta sẽ rẽ về Nguyễn Đức Cảnh, chạy về hướng Hoàng Diệu nha quý vị nha. Ồ, đường đèn đường vẫn chưa bật quý vị nha, đường khá là tối luôn. Chắc có lẽ 6 giờ đúng thì mới bắt đầu bật đèn. Cái đoạn này rất là tối nha quý vị, không biết quý vị xem có rõ không. Khá là nhiều các cái quán ăn cà phê mọc lên dày đặc hai bên đường luôn quý vị. Ngày xưa thì cái con đường này những cái hàng cây bên đường nó nhỏ xíu à, nhưng mà theo thời gian 10 năm mười mấy năm bây giờ cây nó lớn hết rồi, hàng cây trở nên rất là to. Em còn nhớ ngày xưa thì cái hàng cây này nhỏ xíu à, mà bắn đi một thời gian thì gần 10 năm nay thì cây bắt đầu nó phát triển và giờ trở thành một cái hàng cây rất là mát. Dọc tuyến đường này vào buổi trưa rất là mát mẻ quý vị. Rồi đến Bùng Binh Nguyễn Đức Cảnh rồi. Sẽ đi về hướng Hoàng Diệu luôn quý vị, chạy ra Trần Phú luôn. Trời đổ mưa bay bay quý vị nha. Đúng là bước vào tháng mùa mưa mà. Mưa không lớn nhưng mà bắt đầu là thời tiết đã có sự thay đổi rõ rệt cách đây mấy ngày rồi. Sáng hôm nay thì biển động quý vị, biển động sóng lớn, không ai tắm được cả. Ở đây có một dãy các cái quán karaoke quý vị ạ, rất là sát sát nhau luôn, 3-4 quán sát nhau luôn. Đây con đường Hoàng Diệu, một trong những con đường có rất nhiều các cái quán các khách sạn lưu trú mini giá rẻ quý vị, dày đặc trên tuyến đường này luôn.
rất nhiều các khách sạn mini. À, chợ Hoàng Diệu thì vẫn đang trong quá trình sửa chữa quý vị nha, vẫn đang tiếp tục sửa chữa, vẫn đang trong quá trình tu sửa. Quý vị, đây chính là chợ Hoàng Diệu bên tay phải này. Vẫn đang trong quá trình xây dựng, chắc có lẽ còn lâu. Hiện tại thì chợ chỉ bán ven đường thôi, còn cái khu đình chợ thì đã bao lại để xây dựng rồi. Thế nhưng vào buổi sáng vẫn rất là đông khách đấy quý vị, chợ rất đông. À, trời đổ mưa bay bay rồi quý vị ơi, tối buồn quá ha, trời mưa thì rất là buồn. Hoàn cảnh đường phố cũng cảm thấy rất là ảm đạm. Mùa này thì khách du lịch cũng giảm, khách nội trong nước thì hầu như là giảm mạnh luôn. À, chỉ còn đâu đó là khách nước ngoài, khách quốc tế ha. Đã vậy còn rơi vào những tháng cuối năm là mưa gió nữa, thì khách du lịch người ta cũng ít ra đường. Đi du lịch mùa này đến Nha Trang thì quý vị phải cân nhắc ha, tại vì đây là cái thời điểm mùa mưa. À, thì những cơn mưa bất chợt sẽ đổ xuống bất cứ lúc nào, và đặc biệt là về chiều thì hay đổ mưa hơn quý vị. Chúng ta cũng phải cân nhắc thật kỹ trước khi đến Nha Trang, nắm rõ tình hình thời tiết tại đây như thế nào để quý vị đến Nha Trang không bỡ ngỡ, không bất ngờ quý vị. Cái thời điểm quý vị đi Nha Trang đẹp nhất là thời điểm hè, còn qua cái thời điểm hè là bắt đầu là bây giờ là tháng 10 thì thời tiết sẽ thay đổi rồi, nó sẽ thay đổi rất nhiều, và quý vị sẽ thấy là bắt đầu là bước vào những cái tháng cuối năm là bắt đầu mùa mưa, không còn như cái những cái tháng hè nữa. Chúng ta đã ra đến đường Trần Phú quý vị, chạy về lại hướng trung tâm Nha Trang. Cao điểm á, quý vị biết là cái bãi đất trống chỗ khách sạn Anamanara ngày xưa này, cái bãi đây là xe ô tô đổ kín bưng luôn. Đó, cái chỗ này là cái nơi đổ xe ô tô đó quý vị, rất đông xe ô tô đổ vào cái thời điểm đó. Mà đi ngang đây là lúc nào cũng thấy xe ô tô đổ trong này hết. Mà còn bây giờ thì quý vị nhìn đi, trống trơn, chả có chiếc xe nào hết. Đó là một cái sự minh chứng rõ ràng, chúng ta thấy là lượng khách nội trong nước giảm rất nhiều. Đó, lượng khách nội địa, khách du lịch nội trong nước mình đã giảm rất nhiều quý vị nha. Chúng ta cùng hy vọng vào những tháng cuối năm thì sẽ tăng dần trở lại, Nha Trang sẽ phát triển mạnh trở lại với những lượng khách du lịch lớn đến từ trong nước. Đó là một điều hy vọng quý vị nha, chắc chắn là như vậy thôi, tại vì đến những tháng cuối năm Tết dương lịch, Tết âm lịch ha, thì chắc chắn là lượng khách sẽ quay trở lại. Bây giờ thì là ai cũng ở, ai cũng về, trở về địa phương, trở về quê đi làm, con cái thì đi học, người ta không có thời gian đi du lịch quý vị. Có lẽ tới đây thì em xin phép là tạm dừng một video ngắn chiều hôm nay ha. À, xin mến chúc quý vị một buổi chiều thật là bình an, buổi tối nhẹ nhàng, vui vẻ với gia đình và người thân. Hãy nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh nha quý vị, để nhận thông báo và theo dõi các video mới mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.